Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay bên shop lại giới thiệu với các bạn một hạt giống. Đó là hạt giống cà tím trái dài. Đây, nó sẽ có cái ký hiệu ở đây là 704. Loại cà này cũng là một trong những loại cà mà cũng là dòng đắt của bên Thái. Cà này thì quả rất là dài nhé các bác nhé. Cà tím trái dài, nhãn hiệu 704, với số 704 ở đây. Đấy, nguyên tem nha các bác ạ. Nguyên tem, và đây nó còn có cả cái mã QR để cho chúng ta check nữa. Riêng về hàng Thái thì các bác yên tâm nhé, bởi vì mỗi một cái ấy thì nó sẽ có cái mã code đằng trước hay là đằng sau của cái bao bì thôi ạ. Đó. Người ta làm nó cũng rất là cẩn thận, nó cũng rất là chắc chắn luôn.